Liên quan đến vụ việc nam thanh niên xông vào khu nhà trọ ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội để khống chế, sàm sỡ cô gái trẻ. Ngày 1 tháng 7, Công an quận Đống Đa thông tin, ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, đơn vị đã khẩn trương chỉ đạo đội cảnh sát hình sự và Công an phường Kim Liên nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh. Đến ngày 30 tháng 6, lực lượng Công an đã làm rõ và triệu tập nam thanh niên có hành vi sàm sỡ cô gái trẻ về trụ sở Công an phường Kim Liên để xác minh. Bước đầu, người này được xác định là NHA, sinh năm 2004, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Nam thanh niên này khai nhận, tối ngày 27 tháng 6, rạng sáng ngày 28 tháng 6, trong lúc đi xe máy ở khu vực Giải Phóng thì bắt gặp cô gái đi trên đường nên đã nảy sinh ý định sàm sỡ và bám theo cô gái về tận phòng trọ ở phường Kim Liên để thực hiện hành vi này. Công an quận Đống Đa cho biết đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Trước đó vào ngày 29 tháng 6, trên mạng xã hội đăng tải video camera an ninh của nhà thuê trọ ở phường Kim Liên, quận Đống Đa ghi lại cảnh một cô gái trẻ trong lúc đi xe máy về nhà nửa đêm thì bất ngờ bị một nam thanh niên đeo kính đi phía sau. Trong lúc cô gái đang dựng xe máy thì nam thanh niên bất ngờ lao vào bịt miệng, sàm sỡ. Sự việc diễn ra trong khoảng 30 giây. Bất ngờ bị khống chế từ phía sau, nạn nhân hoảng loạn, ra sức chống cự quyết liệt. Thế vậy, đối tượng liền bỏ chạy. Hắn lao vào từ đằng sau rồi bịt miệng cắn vào vai tôi, cô gái nói. Chia sẻ thêm, cô gái trong vụ việc cho biết bản thân vẫn đang rất hoang mang, lo sợ sau vụ việc. Nạn nhân nói hàng ngày cô thường đi làm từ sáng đến tối muộn nên không nắm được tình hình an ninh trật tự tại địa phương quanh khu trọ. Về nhận dạng của nghi phạm qua hình ảnh camera giám sát, cô gái cũng cho hay bản thân không nhận ra đó là ai và chưa gặp bao giờ. Sự việc khiến cộng đồng mạng bức xúc, nhiều cô gái trẻ sợ hãi, chia sẻ để cùng nhau cảnh giác. Liên quan đến sự việc, một lãnh đạo công an phường Kim Liên cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và đang vào cuộc xác minh. Theo vị lãnh đạo này, người đăng tải video là chủ khu trọ. Nạn nhân có thể sợ ảnh hưởng đến danh dự, hình ảnh nên không trình báo. Công an phường đã nhiều lần mời cô gái lên trụ sở để lấy thông tin, xác minh mối quan hệ nhưng nạn nhân chưa lên làm việc. Theo dõi vụ việc, luật sư Nguyễn Minh Long, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn luật Rangon cho rằng cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, làm rõ động cơ, mục đích và hậu quả vụ việc để làm căn cứ xem xét xử lý. Nếu hành vi được xác định là quấy rối tình dục thì nam thanh niên sẽ bị phạt từ 5 đến 8 triệu đồng theo Điều 7 Nghị định 144/2021. Đáng chú ý, nếu hành vi của nam thanh niên có chủ đích dẫn đến nạn nhân cảm thấy xấu hổ, hoang mang, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và sức khỏe thì sẽ cấu thành tội làm nhục người khác. Cũng theo luật sư Long, việc xác định nguyên nhân dẫn đến nam thanh niên thực hiện hành vi như diễn biến trong video đối với cô gái là rất quan trọng. Kết quả điều tra xác minh sẽ quyết định cách thức xử lý. Trường hợp người thực hiện hành vi quấy rối tình dục, sàm sỡ do gặp vấn đề bệnh lý thì phải can thiệp về y tế. Còn nếu nguyên nhân xuất phát từ đạo đức nhân cách, ý thức chấp hành pháp luật chưa đầy đủ thì cần xử lý bằng chế tài pháp luật. Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng và clip quay lại cảnh một cô gái bị sàm sỡ. Theo nội dung bài đăng, khoảng 0 giờ 22 ngày 28 tháng 6, cô gái mặc áo hồng đi xe máy vào khu nhà trọ ở phố Đông Các, phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Lúc này, một nam thanh niên đeo kính, rình mò, núp trước cổng. Khi cô gái phóng xe vào khu trọ, chưa kịp dựng xe, thanh niên này bất ngờ xông tới. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy, thanh niên này khống chế, một tay bịt miệng, tay còn lại sàm sỡ nạn nhân. Cô gái liên tục chống cự khiến nam thanh niên bỏ chạy sau khoảng 30 giây thực hiện hành vi. Toàn bộ hành vi của nam thanh niên này được camera an ninh khu trọ ghi lại và đang chờ xử lý. Cũng tại Hà Nội, một vụ sàm sỡ xuất hiện giữa thủ đô vào ngày 21 tháng 5. Cụ thể, sáng ngày 21 tháng 5, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm khi dừng xe máy tại một ngã ba thì người đàn ông đứng tuổi đi xe máy tiến lại gần rồi bất ngờ sàm sỡ, sờ vào ngực cô gái này rồi phóng xe bỏ đi. Theo đoạn clip ghi lại, toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong khoảng 5 giây. Sau khi bị sàm sỡ giữa phố, cô gái trẻ chỉ kịp la hét, rồi ngơ ngác nhìn theo gã yêu râu xanh. Đoạn clip được đăng tải khiến cộng đồng mạng xôn xao, nhiều người lên án hành vi biến thái của người đàn ông. Cũng có ý kiến cho rằng bởi cô gái trẻ ra đường mà ăn mặc quá gợi cảm được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 40 ngày 20 tháng 5 tại ngã ba Yên Phụ, Thanh Niên, thuộc địa phận phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, phía công an sau đó vào cuộc xác minh. Cách đây không lâu, ngày 8 tháng 6 cũng xảy ra vụ việc tương tự tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, kẻ biến thái liên tục sàm sỡ cô gái đi đường cụ thể. Ngày 8 tháng 6, thông tin từ công an thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết các lực lượng nghiệp vụ của đơn vị này đã bắt được đối tượng đi xe máy. Có hành vi dâm ô với phụ nữ trên đường, đối tượng này tên là Vũ M.C., sinh năm 1990,
ngụ quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, là lao động tự do. Hiện Si đang được công an lấy lời khai và lập hồ sơ điều tra. Quá trình xác minh tốn khá nhiều thời gian và công sức do đối tượng gây ra nhiều vụ việc tương tự ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh. Lực lượng nghiệp vụ đã tiếp cận được đối tượng và mời về trụ sở làm việc, một cán bộ điều tra cho hay. Si khai một mình đi xe máy từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Trên đường, Si đã thực hiện khoảng 10 vụ dâm ô ở thành phố Đồng Hới, Bố Trạch, Quảng Trạch. Thủ đoạn của Si là đi xe máy trên đường. Khi thấy những cô gái trẻ đẹp đi xe máy điện, xe đạp điện thì đuổi theo trêu chọc, ép xe và dùng tay sầm sỡ ngực họ. Cơ quan công an cũng đã trực tiếp làm việc với các nạn nhân để thu thập lời khai và bằng chứng. Công an thành phố Đồng Hới vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra để xác định thêm nạn nhân. Sự việc được cho là xảy ra vào tối mùng 3 tháng 6, trên đường Hữu Nghị, đoạn qua khu vực ngã ba Bắc Lý, thành phố Đồng Hới. Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền clip khoảng 10 giây ghi lại cảnh người đàn ông đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm chạy trên đường liên tục ép xe cô gái trẻ rồi thực hiện hành động sầm sỡ, bãi rối. Choáng váng với hành động của kẻ biến thái, cô gái hoảng loạn gạt tay gã đàn ông này khiến chiếc xe loạn choạng, suýt ngã. Nhiều người đi đường chứng kiến sự việc một phen hú vía vì lo cho an toàn của cô gái.